Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các thế lực thù địch, nhất là tổ chức khủng bố Việt Tân, không ngừng thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, thông qua mọi âm mưu, thủ đoạn, các hoạt động khác nhau nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thực tế, tại nhiều địa phương trên cả nước, các nhen nhóm của xã hội dân sự, dân oan hay núp bóng danh nghĩa tổ chức bảo vệ môi trường mà bản chất là các hội nhóm ngoại vi của Việt Tân đã gây ra những tác động xấu về chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội mà chúng ta phải hết sức cảnh giác, đề phòng. Ngày 27 tháng 2 năm 2016, Cấn Thị Thêu kích động khoảng 200 người dân chuyên khiếu kiện tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội và số công dân khiếu kiện các địa phương đang lưu trú ở Hà Nội tập trung tại khu vực trụ sở Ban Tiếp Công dân Trung ương ở quận Hà Đông, căng băng rôn khẩu hiệu la ó, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Trước đó, ngày 25 tháng 4 năm 2014, Cấn Thị Thêu bị bắt tạm giam và bị kết án 15 tháng tù giam về tội danh chống người thi hành công vụ. Ngày 27 tháng 7 năm 2015, sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương, Cấn Thị Thêu không ra trình báo chính quyền theo quy định của pháp luật, tiếp tục cầm đầu, kích động tập trung gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố và đã 4 lần bị xử phạt hành chính vào các ngày 30 tháng 9, 23 tháng 10 năm 2015, 19 tháng 1 và 6 tháng 4 năm 2016 về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tôi thấy là cái quan sát này những ngày hôm ý Cấn Thị Thêu ra thế thì tôi thấy là đấy làm lúc bôi nhọ chính quyền, thì bôi do chắc cháu vào là coi như là làm ảnh hưởng đến xã hội như thế này là không được. Bởi vì đây là phản động hại nước, hại cả dân. Còn đi đâu cũng thấy tôi thấy bôi nhọ. Tôi từ cả đến phường, quận rồi tôi thấy mặc áo đỏ, áo xanh lên các thành phố tôi ra ngoài Hà Nội tôi cũng thấy. Chỗ nào tôi cũng thấy, tôi thấy nó bôi nghe nó nhếch nhác. Ngày 8 tháng 4 năm 2016, Cấn Thị Thêu kích động một số công dân phường Dương Nội và một số người thường xuyên tụ tập khiếu kiện chây ì ở các địa phương đến khu vực trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau đó di chuyển đến một số địa điểm ngoại giao khác trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội, tay cầm băng rôn, hô khẩu hiệu với những nội dung mang tính chất kích động, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Trước những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Cấn Thị Thêu, ngày 10 tháng 6 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can này. Sau 2 năm thi hành án, đến ngày mãn hạn trở về nhà, người đàn bà này cùng không ít phần tử chống đối vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước. Kính thưa toàn thể bà con dân oan, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ lại chung sức chung lòng, đóng góp một chút công sức nhỏ bé để cùng với bà con đấu tranh giành lại đất đai, tài sản mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã cướp đoạt của nhân dân chúng ta. Không chỉ vậy, Cấn Thị Thêu còn dẫn dắt cả gia đình mình tham gia vào các hoạt động kích động, gây rối an ninh trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước. Cả hai người con trai của Thêu là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đều tham gia tích cực vào các hoạt động chống đối, móc nối với nhiều phần tử bất mãn tại các địa phương trong và ngoài Hà Nội để thực hiện việc đòi quyền lợi chính đáng cho dân oan mà thực chất là gây rối. Thì ngày hôm nay, một thông điệp khi chúng ta đến đây, đến tại trụ sở nhân dân này, chúng tôi có một thông điệp rằng nếu như không giải nhanh chóng giải quyết thì sẽ ở tại Dương Nội chúng ta sẽ tái hiện nhiều vụ Đắk Nông chứ không phải là một đâu nhé, cả trăm vụ Đắk Nông. Riêng để mà chúng ta phải chọn đến cái phương án cuối cùng thì chúng ta phải đổ máu. Thời gian qua, tổ chức khủng bố Việt Tân đã cấu kết với số chống đối, bất mãn trong nước, lập ra hội nhóm trá hình, dân oan khắp ba miền Bắc Trung Nam, hòng vu cáo, chống đối chính quyền, mà mục đích chính của chúng là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến tới chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người dân khiếu kiện được các tổ chức cá nhân thù địch nhà nước Việt Nam khoác cho mỹ từ dân oan, lợi dụng vào các hoạt động chính trị phức tạp, thậm chí là chống chính quyền. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn sử dụng người già, trẻ em như một công cụ, phương tiện để tiến hành chống lại sự cưỡng chế của các lực lượng chức năng. Sau nhiều năm hoạt động, bà con dân oan bây giờ thành lập được một cái hội dân oan ba miền. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng là cái công cuộc đấu tranh của mình nó từng bước nó chuyển biến. Dân oan ba miền là một âm mưu thâm độc của tổ chức khủng bố Việt Tân, các phần tử bất mãn cơ hội chính trị trong nước.
chúng lợi dụng người dân khiếu kiện để tổ chức tuần hành, biểu tình, gây rối an ninh trật tự, theo kịch bản của phương thức đấu tranh bất bạo động nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 29 tháng 12 năm 2018, trên website http Viện Khoa học Xã hội Nhân văn vinhuni.edu.vn thuộc Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Vinh xuất hiện tin thông báo học bổng xã hội dân sự Voice lần thứ 9. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ. Những ngày gần đây, trên một số trang truyền thông của các tổ chức phản động chống đối đang tích cực lan truyền cái gọi là học bổng xã hội dân sự Voice lần thứ 10. Theo đó, các đối tượng mời gọi thanh niên tham gia và cam kết giúp các học viên trở thành những công dân tích cực, giàu tinh thần cộng đồng và được trang bị các kiến thức nền tảng để có thể tham gia vào các hoạt động xã hội. Cái xã hội dân sự, trong đó nêu lên cái quá trình phát triển dân chủ hóa, thực chất cũng là một cái lập luận ở một dạng khác của các cái tổ chức phản động lưu vong, tức là nhằm xóa bỏ cái thể chế chính trị hiện nay ở Việt Nam. Voice chính là tổ chức ngoại vi của Việt Tân, manh nha hoạt động từ năm 1997 do Trịnh Hội, một kẻ có nhiều hành vi chống phá Việt Nam, đứng đầu. Đến năm 2007, Voice chính thức được thành lập như một tổ chức phi chính phủ. Theo tuyên bố, mục tiêu hoạt động của Voice là thúc đẩy xã hội dân sự Việt Nam phát triển, vận động các chính sách và nhân quyền và giúp tái định cư những người Việt tị nạn. Tuy nhiên, bản chất chính của tổ chức này là chống phá chính quyền Việt Nam, truyền bá tư tưởng về xã hội dân sự, kích động người dân chống đối chính quyền. Một trong những hoạt động được tổ chức Voice thực hiện thường xuyên là cung cấp các học bổng về xã hội dân sự. Thực chất, đây là lớp huấn luyện, đào tạo, trang bị các kiến thức đấu tranh chống đối và tập trung lực lượng. Cái gọi là học bổng xã hội dân sự Voice thực chất chính là một khóa đào tạo chống phá chính quyền Việt Nam, núp dưới danh nghĩa học bổng vỏ bọc xã hội dân sự. Các đối tượng tiến hành tập trung các phần tử có tư tưởng lệch lạc, biến chất người Việt, để từ đó huấn luyện, đào tạo thành các hạt nhân chống đối. Sau khóa đào tạo, các đối tượng tiến hành tung học viên về nước để hoạt động. Đây là một nguy cơ lớn đe dọa đến an ninh quốc gia của Việt Nam. Qua quá trình đào tạo, phương thức, thủ đoạn chống phá đảng, nhà nước của các đối tượng trở nên tinh vi hơn, khó phát hiện hơn. Cùng với đó, do có sự móc nối giữa đối tượng trong nước và ngoài nước, do các hoạt động chống phá được lên kế hoạch bài bản, nên tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi chống phá sẽ tăng lên gấp bội. Không khó để nhận thấy, thời gian vừa qua, với chiêu bài xã hội dân sự, các đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước đã câu móc với nhau, xây dựng các hội nhóm chống đối. Lợi dụng các sự kiện nóng, đặc biệt là các sự kiện liên quan đến vấn đề khiếu kiện đất đai, ô nhiễm môi trường, dân tộc, tôn giáo, v.v. Các đối tượng tụ tập, hình thành nên các tổ chức mang tính tự phát. Chúng ta hoạt động, chúng ta hành động như thế nào để cho nó chuyển sang cái đoạn sau, đấy là cái việc của chúng ta phải nhận rõ được mình đang ở vị trí nào. Dưới vỏ bọc xã hội dân sự, các đối tượng tiến hành tập hợp lực lượng, truyền bá, giao giảng các thông tin sai lệch, từ đó hình thành nên các tổ chức chính trị đối lập với chính quyền. Với Việt Nam, cái đích cuối cùng được hướng đến là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hình thành xã hội đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, hướng lái, chuyển hóa chế độ. Dân chủ đấy nó phát triển trong cái lòng thể chế chính trị của chúng ta, mà nó đi theo đúng cái quy luật của xã hội, đi đúng theo cái yêu cầu thực trạng của cái cuộc sống nó đặt ra, chứ nó tuyệt nhiên nó không đi theo được một cái ý đồ xấu của một cái tổ chức nào cả. Đấy. Cũng vì cái đó là cái xã hội ta, nhân dân ta nhìn nhận rất rõ cái vấn đề đó. Mặc dù là cá nhân này, cá nhân khác, hoặc tổ chức này, tổ chức khác, có đưa ra
những cái lập luận dân chủ hóa hiện nay với cái ý đồ là không chấp nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng, thì cái đó là cái cũng trước hết là phải nói là cái ảo tưởng. Đấy, ảo tưởng không bao giờ có được. Những cái tên như Hội Dân Oan, Hội Phản đối BOT, Hội Tù nhân Lương Tâm, v.v. được các đối tượng sử dụng để tiến hành tập trung lực lượng. Thông qua hoạt động của các hội nhóm này, các đối tượng đòi hỏi nhà nước phải bảo đảm cho chúng một thứ tự do vô giới hạn. Cùng với đó, các hội nhóm trong nước tiến hành móc nối với các tổ chức phản động chống đối bên ngoài và các thế lực thù địch với Việt Nam, nhất là tổ chức khủng bố Việt Tân, để tiến hành hoạt động gây sức ép nhằm can thiệp vào công việc nội bộ đất nước ta. Diễn biến hòa bình, rồi hoạt động tác động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch đối với nước Cộng sản thì cái này đã có từ lâu rồi. Và cái hoạt động đó được thể hiện trên nhiều tên gọi khác nhau, nhiều hình thức khác nhau. Tức là họ biến đổi, thay đổi cái tên gọi để cho thực hiện cái ý đồ hoạt động của họ. Không phải họ chỉ hoạt động bên ngoài, móc nối vào một số phần đối tượng trong nước mà đang có những tâm tư, những bất mãn và đang có những suy nghĩ trái với đường lối quan điểm của Đảng ta và nhà nước ta. Cùng với các hoạt động khủng bố, phá hoại của các tổ chức khủng bố Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Triều Đại Việt, các thế lực thù địch đang giáo diết thực hiện các âm mưu, thủ đoạn mới, tinh vi hơn thông qua các hội nhóm ngoại vi của các tổ chức phản động lưu vong. Trong đó, việc lợi dụng vấn đề xã hội dân sự đang là hướng hoạt động hết sức nguy hiểm và là một trong những phương thức chủ đạo của các thế lực thù địch nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình ở Việt Nam. Đấu tranh chống hoạt động lợi dụng vấn đề xã hội dân sự xâm phạm an ninh quốc gia về bản chất là cuộc đấu tranh chống đa nguyên, đa đảng, chống hình thành các tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.